Bí quyết dưỡng da theo phương pháp Nhật Bản siêu tiết kiệm và vô cùng hiệu quả với Lotion Mask. Có thể bạn chưa biết hoặc đã biết. Cho những bạn nào chưa biết thì Lotion Mask giúp cho toner và lotion ở yên trên bề mặt da lâu hơn, nên hiệu quả thẩm thấu dưỡng chất sẽ cao hơn so với việc thoa trực tiếp như thông thường. Các bước thực hiện thì vô cùng đơn giản. Bước 1, rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt, đồng thời mình cũng rửa sạch tay luôn nha. Bước 2, làm ướt bông tẩy trang hoặc mặt nạ giấy bằng xịt khoáng hoặc nước sạch. Ở đây mình sẽ dùng nước lọc và bông tẩy trang luôn cho tiện nha. Sau đó mình sẽ dùng hai lòng bàn tay ép bớt nước ra khỏi miếng bông để còn vừa đủ ẩm thôi. Lưu ý là mình sẽ không cắt khô nha. Bước 3, nhỏ từ 5 đến 10 giọt toner hoặc lotion lên miếng bông. Nên dùng toner hoặc lotion loại dịu nhẹ, ít cấu lỏng, có khả năng cấp ẩm và dưỡng da, không chứa cồn, hương liệu hay paraben để tránh kích ứng da nha. Ở đây mình đang dùng là em Labo Labo Super Kina Nhật, giá siêu hợp dễ và còn giúp xe kích lỗ chân lông. Dùng làm mask mình sẽ đỡ sót. Bước 4, đắp bông lên mặt và sẽ để yên trong 3 phút. Ở đây mình dùng 4 miếng bông cho vùng trán, hai má và sẽ cắt đôi một miếng cho vùng mũi và cằm. Lưu ý là mình không nên đắp mặt nạ quá lâu vì có thể gây bí bách lỗ chân lông và hút ngược lại độ ẩm từ da nha mọi người. Bước 5 và cũng là bước cuối cùng, sau khi đắp xong mình sẽ thực hiện các bước khó ẩm serum skincare như bình thường để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Kem dưỡng ban đêm mình đang dùng là Kiso Care Retinol Cream, mình cũng để dưới giỏ hàng luôn nha. Vậy là xong rồi đó, mình nên dùng lotion mask vào buổi tối sau khi tẩy trang và rửa mặt, hoặc vào buổi sáng sau khi rửa mặt và trước khi trang điểm, và chỉ nên thực hiện tối đa 2 lần một ngày. Tuy nhiên, mình có thể làm lotion mask mỗi ngày, hoặc với các bạn nào mà da nhạy cảm á thì có thể giảm tần suất xuống còn 2 đến 3 lần một tuần tùy tình trạng da nha. Hãy thử ngay hôm nay để xinh đẹp hơn mỗi ngày cùng Charlie nha. Follow Charlie ngay để biết